Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm trên cơ thể lúc đang vui đùa cùng cháu. Chân dài Ngọc Trinh để lộ nguyên vòng một, nghi vấn không mặc đồ bảo hộ bên trong, mặc dù đang quay TikTok, thản nhiên đăng lên mạng xã hội khiến dân tình nóng bỏng mắt. Diễn viên người mẫu Ngọc Trinh từ lâu đã nổi tiếng là người đẹp có vẻ đẹp khó trộn lẫn, nhan sắc kiêu sa, sắc vóc ấn tượng khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Chân dài gốc Trà Vinh này cũng rất tích cực hoạt động nghệ thuật, liên tục lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, gần đây nhất là vai Tư Nhị trong tác phẩm Chị em 2. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi Ngọc Trinh luôn là mỹ nhân được nhiều người yêu thích, săn đón liên tục mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng có cho mình một gu thời trang ấn tượng, đa dạng trong phong cách, người đẹp cũng là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt khi thường xuyên chi tiền không tiếc vào những món đồ xa xỉ không phải ai cũng có thể sở hữu được. Bên cạnh những lần lộng lẫy mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, đứng trước công chúng thì phong cách đời thường của mỹ nhân Trà Vinh lại khá sập sệch, thất thường, thậm chí còn hớ hênh để lộ những vùng nhạy cảm trên cơ thể nhưng vẫn thản nhiên đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây nhất, nữ diễn viên Chị em 2 cũng đã có pha làm nhức mắt khán giả trong lúc đang quay trend TikTok cùng cháu của cô. Cụ thể, trong lúc cô đang ở nhà diện trang phục đơn giản cùng cháu gái vui đùa thực hiện thử thách bật nhảy chạm đích thì dân tình lại tinh ý phát hiện ra một điểm lạ trên cơ thể của người đẹp. Theo đó, netizen ngoài chú ý vào bé cháu gái xinh xắn thì cũng dồn nhiều sự quan tâm vào Ngọc Trinh, đặt ra nghi vấn dường như cô đã không diện nội y bởi khác với thường ngày khi vòng một của cô lại trông thiếu đầy đặn. Nhiều người cho rằng có lẽ vì đang ở nhà nên Ngọc Trinh muốn tạo sự thoải mái cho bản thân, thả rông để có thể dễ dàng hoạt động. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại nhận định với một người có sức ảnh hưởng và là nghệ sĩ như Ngọc Trinh thì cũng nên biết cách giữ hình ảnh của bản thân, không nên xề xòa quá mức như trên, tránh ảnh hưởng và gặp phải những sự cố không mong muốn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà mỹ nhân vòng eo 56 tự tin không mặc áo ngực trước khán giả, được mệnh danh là có thân hình nóng bỏng nên người đẹp cũng rất tự tin khoe triệt để những vùng hấp dẫn trên cơ thể, diện các bộ cánh cắt xẻ táo bạo. Tuy vậy, cũng không ít lần nữ diễn viên đã gặp phải những tai tiếng không hay bắt nguồn từ chính phong cách thời trang của mình. Ngọc Trinh cũng từng thẳng thắn thừa nhận cô thuộc tiếp người không ngại khoe cơ thể, bởi với cô thì đẹp khoe xấu chê. Chân dài nhận định là phụ nữ thì nên biết cách yêu cơ thể của mình, nên tận dụng những khoảng thời gian còn trẻ đẹp để cho mọi người thấy những gì mình đang có. Trong nghệ thuật cũng không ít lần Ngọc Trinh chịu hy sinh để đường cong bản thân lên phim ảnh, mới đây nhất là trong Chị em 2 từng gây nhiều tranh cãi vì cho rằng phản cảm, khen chê nhiều ý kiến, nhưng cô cho biết thì đó là chuyện bình thường, cảm thấy hài lòng vì bản thân hoàn thành tốt được vai diễn. Để thấy Ngọc Trinh là chân dài khá đa dạng trong vbiz, khi lĩnh vực nào cô cũng có thể đảm nhận và hoàn thành tốt. Xuất thân từ người mẫu nhưng dần phía sau, mỹ nhân gốc Trà Vinh cũng đã để lại nhiều ấn tượng ở mảng diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng như trong các phim Vu Quy Đại Náo, Mẹ Học Yêu, Chị em 2, với lối diễn xuất tự nhiên đầy bản năng không qua trường lớp, nhưng Ngọc Trinh vẫn được giới mộ điệu đánh giá cao. Sự cố hở hênh lúc đang chơi đùa tại nhà riêng trên của Ngọc Trinh dù không ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng, nhưng các fan vẫn mong người đẹp nên biết cách tùy chỉnh lại gu thời trang sinh hoạt hàng ngày hơn, tránh những pha hở hênh hoặc sự cố không may, khó coi trước mặt khán giả.